Lúc Verney cho phiên ngày hôm nay thì nhìn chung anh chị mình có thể thấy thì hôm nay Verney vẫn tiếp tục duy trì cái đà tăng điểm khá là tốt, và hôm nay Verney tăng có những cái sự mở gap up, vận động ở trên gap vẫn chưa có những dấu hiệu lấp lại gap trong phiên ngày hôm nay. Anh chị hiểu rằng là cái vùng gap này nó sẽ được lấp lại trong tương lai gần hoặc tương lai xa, có nghĩa là nó sẽ được lấp lại cho một cái phiên nào đó ở phía sau anh chị ha. Và bên cạnh đó anh chị cũng thấy rằng là trước những cái quan điểm trái chiều về thị trường trong giai đoạn trước, dẫn đến cái việc là nó sẽ cắt out ra ngoài để chờ đợi một cơ hội thấp hơn, hay là cắt lỗ để chờ đợi những cái cơ hội mới, dẫn đến cái việc là khi vừa đi mình hồi phục lên, nó hồi sốc lên, nó neo giá trên cao bằng việc mở gap, nó sẽ tạo ra những cái sự khó chịu khi mà các phiên sau đó, có thể là nó sẽ chưa lắp lại cái vùng gap ngày hôm nay liền đâu anh chị, nó tăng tiếp một vài phiên thôi là nó sẽ tạo ra những cái sự nôn nóng, những cái sự đua giá vào lại của anh chị nhà đầu tư trên thị trường, rồi khi đó nó mới chỉnh để lắp lại gap. Thành ra là trong các phiên sau thì em kỳ vọng là Verney mình nó sẽ có một cái biên dao động từ 1.500 điểm cho tới 1.520 điểm, nó sẽ dao động trong một cái biên độ như thế này. Có thể là ngày mai nó sẽ lắp lại cái vùng gap ngày hôm nay luôn, hoặc ngày mai nó tăng tiếp luôn, rồi mấy phiên sau nó mới lắp anh chị ha. Thành ra chúng ta cũng phải tiếp tục đi vào từng dòng từng mã để có những cái gì mà nó khách quan nhất và nó toàn diện nhất, vì cái sự phân hóa bây giờ vẫn rất là lớn. Và anh chị lưu ý là phiên ngày hôm nay với phiên ngày hôm qua, cái sự kéo chủ nó vẫn còn khá là nhiều, còn các dòng thì mỗi ngày nó kéo một dòng và nó tùy theo cái vận động cung cầu của bản thân cái dòng đó anh chị ha. Và trong cái giai đoạn điều chỉnh trước á, cái việc anh chị cần làm á, có thể là anh chị không làm gì cả thì cái NAV của anh chị mình sẽ không có bị bào mòn, hoặc là anh chị mua, chọn những cái vùng chiết khấu rẻ của cổ phiếu anh chị mua để lên cho đây anh chị lướt thì nó sẽ hợp lý anh chị ha. Còn bây giờ vẫn chưa mua thì anh chị lưu ý thị trường nó đang có những cái sự là gì, khi mà nó mở gap liên tục như vậy á, hoặc là những phiên sau mà có thể nó xanh tiếp mà nó chưa lắp lại cái gap ngày hôm nay liền á, thì anh chị tham gia rất dễ dính những cái giai đoạn điều chỉnh ở phía sau, anh chị lưu ý nha. Dạ rồi, chúng ta sẽ đi vào từng dòng từng mã. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào dòng dầu khí đi, xem như nào. Dòng dầu khí hôm nay á, hưởng ứng những cái sự tăng điểm của thị trường đúng không, thì hôm nay buổi sáng nó cũng có những cái sự tăng rất là tốt, nhưng mà có vẻ như là vào phiên chiều thì nó có những cái sự mà nó giảm ngược trở lại, có nghĩa là nó bị bán cục cái đầu xuống, nó không có đóng cửa được ở những cái vùng cao nhất anh chị ha. Thì như em có chia sẻ ở một vài video trước rồi, bản thân dòng dầu khí á, nó tích lũy đúng không, nó đang tích lũy nên nó chờ đợi một cái con sóng sau, bản thân nó tích lũy chưa có đủ anh chị. Hôm nay là cái sự FOMO của thị trường nó tương đối nhiều anh chị nha. À, đúng ra là những cái dòng này nó phải đi ngang thêm, tích lũy thêm, thậm chí là điều chỉnh test đáy thì giai đoạn phía sau nó mới lên bền. Còn mà hôm nay tự nhiên nó FOMO lên xong nó bị cục cái đầu xuống như thế này là chứng tỏ nó có dấu hiệu của sự hưng phấn. Chị lưu ý thì nó sẽ tích lũy lại tiếp, nó không được tăng liền nha. Những con này nó tăng liền thì nó không có tạo biên tốt đâu chị, nó tăng liền nó không có bền. Anh chị lưu ý những cái dòng dầu khí khi mà nó chạy nhanh lên nè, nó rớt xuống như thế này đúng không, thì nó phải tích lũy ở đây càng lâu càng tốt, và nó siết càng chặt càng tốt để nó rủ hết tất cả những cái người đeo bám đúng không, họ nản quá, họ cắt lỗ, họ nhảy qua những cái dòng khác mà có những cái biên tăng tốt hơn, hoặc là những cái người nào họ đang có lời á, họ thấy rằng có vẻ như cổ phiếu này lên không nổi nữa, cái dòng này lên không ok nữa, bán ra đánh dòng khác. Thì khi đó tổ chức nó hấp thụ lại hết những cái lượng hàng thì giai đoạn phía sau á, nó lên nó sẽ bền hơn. Còn nếu như nó đánh lên mà kiểu dạng như đánh rướng lên liền luôn á, trong một vài phiên tới mà đánh lên thẳng cái đỉnh này luôn á, nó test cái đỉnh này luôn á, thì nó sẽ không có điểm mua mới nữa. Và lúc đó những người nào còn hàng đơn giản họ chỉ cầm thôi. Anh chị lưu ý vấn đề này ha. Hôm nay là một dấu hiệu FOMO nè. Mà đây cũng không phải điểm mua nha. Anh chị đừng có thấy là sáng dầu khí nó xanh lên, các anh chị đua vào cây này nha. Là đua vào cây này xác suất mấy phiên sau nó chỉnh đấy. Nó chỉnh về lại mấy cái nền này hoặc là nó tích lũy lại đi ngang thì anh chị đua vào, hóa ra là nó cũng không nhanh. Nó cũng nằm im đây tiếp. Anh chị lưu ý nha. Còn giả sử như ngày mai mà nó đánh lên luôn thì chỉ cầm thôi chứ không còn điểm mua mới nữa. Tại vì nó phải tích lũy đủ lâu thì nó mới xuất hiện một cái điểm mua vòng 2, còn nếu nó tăng luôn thì thôi. Anh chị ha, lúc đó là người nào còn thì cầm thôi, anh chị lưu ý ha. Rồi, BVD nè, BVD là lại mở gap. Sáng tự nhiên mở gap up lên rất là lớn rồi đạp lắp lại gap như thế này. Nhìn chung là gì, nó bị rướng, đúng không? Nó có những cái sự hưng phấn nhất định. Mà anh chị lưu ý quy tắc khi mở gap thì anh chị có mua không? Không anh chị nha, khi gap up, một là không làm gì cả, hai là canh bán chứ không có được mua. Cho nên ai mà mua trên cái gap sáng nay là chiều nó đạp xuống như này là chị mình sẽ bị âm đấy. Là rất là nguy hiểm nha. Nhìn trên trọng số, nhìn trên cái bảng điện để có thể là hôm nay BVD nó vẫn tăng đâu đó khoảng tầm là 0.69%. Đúng không? Nhưng mà bản chất anh chị đua trên cái gap này nè, nó đạp xuống đây là chị lỗ đâu đó khoảng tầm 2-3% rồi.
lưu ý nha. Và khi mà nó mở gáp mà lắp chưa hết như thế này thì xác suất những viên sa nó sẽ tích lũy lại. Tốt nhất là dòng dầu khí không nên tăng liền. Tăng liền thì nó sẽ không hay, nó không có bền. Có nghĩa là cái đạn sau này là đạn ăn thêm chứ không phải là đạn mua mới. Gọi là mua thêm vòng 2 gì đấy ha. BVT à, BVT hôm nay thì nó cũng không có FOMO mấy, nó cũng bình thường, thì em nghĩ nó tích lũy tiếp thôi. Bâu à, bâu hôm nay đánh tích cung anh chị nha, đánh tích cung phiên này xác suất ngày mai chạy khá cao. À, có cây này là ngày mai khả năng tăng khá cao. Anh chị ha. Đây, mũi tên lên. Kỳ vọng lên là mức giá 18, nó test lại cái vùng phía trên để chúng ta đánh giá tiếp ha. Rồi, BSR nè, đó tăng rướng nè anh chị, kháng cự nhiều mà tăng rướng như thế này thì có khả năng nó sẽ điều chỉnh và tích lũy lại. Đừng đua nha, anh chị đua vào những cây này sợ là dầu khí nó đánh lên cái đỉnh luôn. Đua vô đây là mấy phiên sau nó nằm im ở đây tiếp đấy. Mà nằm im là nó mạnh đó nha, còn nó test lại phần phía dưới này là rất là phiền nha. Lưu ý. Oi cũng thế. Oi thì nó không nhích nhiều. Bản chất là tích lũy thôi ha. Chỉ có con BVS với con BVD là sẽ có FOMO nhiều nè ha. Gas nè. Gas hôm nay neo lại thôi. Gas cái vùng kháng cự này em có chia sẻ đúng không? Nếu con gas này, tại vì bây giờ nó đang có cái bối cảnh nó đang kéo trụ tương đối nhiều, thì nếu mà kéo trụ mà kéo nhanh á, đặc biệt con gas này nè, mà nó kéo lên lại cái gap up này á, cái gap down mà rớt xuống ở đây nè, anh chị canh cơ cấu đi. Đây là cơ hội tốt nhất để mình canh bán. Mình không có bán khi nó rớt xuống đây nha. Lỡ rớt xuống đây là cầm. Một là bán ở đâu? Bán khi thủng chặn lại. Rớt xuống đây có bán không? Không, tại vì nó là hỗ trợ. Thì anh chị chờ hồi lên, thì bây giờ nó đang kéo trụ nhanh thì lên tới đây anh chị cơ cấu. Ai muốn bán lên tới đây bán thoải mái. Đây nè, nó về là đây anh chị bán đi. Đúng không? Tại vì nếu mà nói về đà tăng hay là điểm mua thì em có chia sẻ rồi, nó không có tích lũy gì cả. Mà đánh lên theo dạng mà điều tiết như thế này thì nó lại không có điểm mua. Anh chị ha. Bet nè, bet vẫn chưa test đỉnh, nhìn thì có vẻ xanh đó, nhưng mà nó chưa có test lại cái đỉnh này thì mình vẫn chưa đáng tin cậy. Anh chị ha. BLC nè, đóng cửa không cao nhất thì ngày mai có một phiên test lại với khối lượng thấp. Anh chị ha, tại vì kháng cự nó vẫn còn mà, cho nên anh chị lưu ý nếu nó tích lũy lại cái nền trên này thì đó sẽ là cơ hội tiếp theo cho anh chị mình quan sát con BLC này. Anh chị ha. BLS thì nó cũng vậy. Nó cũng chưa thay đổi gì nhiều mà tính ra nó lỗ hơn con gas. Con gas qua đánh cây này dù sao nó vẫn gỡ được một phần lỗ cho anh chị nhà đầu tư. BLS đánh kiểu này là thôi nó tích lũy dưới rồi, nó cũng hơi khó chịu ha. Rồi, nhìn chung dòng dầu khí thì em thấy là nó vẫn cần tích lũy thêm. Sáng nó có những sự FOMO nhất định, hy vọng rằng là anh chị mình đừng có ai đua vào cái cây buổi sáng là được. Ha, tại vì nó vẫn cần sự tích lũy thêm anh chị nha. Rồi, tiếp theo là những cái dòng như là dòng phân bón đi. Dòng phân bón có DGC đánh tiếp nè. Em có chia sẻ đúng không? Nhìn chung á, những con này khi mà nó đã vượt qua được cái nền này rồi nó sẽ đánh tiếp một vài phiên nữa. Nhưng lưu ý là nó không có điểm mua nữa. Và trong những cái trạng thái mà đánh liên tục như thế này, anh chị phải luôn luôn cái hàng anh chị phải là khả dụng. Để anh chị có biến gì, có xả hàng gì đấy là phải bán liền. Chứ tới giờ mới mua mới, mới đua vào thì T3 về không biết là ăn hay thua. Cái đó hên xui nha. Lưu ý nha. DBM nè, hôm nay đánh lên test đỉnh tương đối tốt nhưng khối lượng không đạt. Khối lượng như này là hơi yếu. Lưu ý nha, chờ nó test đỉnh thêm. Đừng vội anh chị. Đấy nè, đánh lên nè, bán xuống hai cây khối lượng to như thế này mà đánh lên khối lượng có tí xíu như thế này là chưa hẳn là thành công, anh chị lưu ý. Tại vì khi mà những cái trạng thái tổ chức nó phân phối đây một cây nè, nó đạp xuống đây mà lỡ như mà nó test đỉnh không thành công á, thì nó sẽ ra mẫu hình hai đỉnh. Nên anh chị cực kỳ lưu ý nha. Với lại trên đây á, nếu mà nó đánh hồi lên được đó là cơ hội rất tốt để anh chị mình canh những cái điểm bán cho anh chị mình, tại vì nó không còn có những cái biên tích lũy ở phía sau nữa, thì một là cầm, hai là bán thôi chứ không có mua lại. Lưu ý nha. BFC nè, BFC là đánh nè, thấy không, không có vol mà biên tăng thì cũng yếu nữa. Con lát này cũng vậy nè, tăng mà khối lượng không có anh chị ha. Nếu mà nó tích lũy tiếp thì được. Những cái con này nếu anh chị coi đặt câu hỏi là mấy con này liệu nó còn sống dài hơn không em, chị thấy là nó đã lên đâu đó khoảng tầm bao nhiêu phần trăm rồi, là 50% trong ngắn hạn nè, có nghĩa là trong có mười mấy phiên nó lên 50%. Vậy là phía sau này á, nó có đánh rướng lên một đoạn nữa thì cũng chỉ những cái điểm chốt lại tốt hơn cho anh chị thôi, chứ không có điểm mua. Lưu ý. Và thậm chí là nếu nó test đỉnh không thành công á, mà đánh cây này FOMO á, mà rớt xuống ngược lại là thành hai đỉnh là lại đi. Thành hai vùng phía trên này là tốt nhất là gì? Bán hạ tỷ trọng phần lớn, phần sau chặn đuôi tiếp. À, còn nếu lên đây bán hết cũng được, ai thấy đủ thì ra nha. Rồi, tiếp theo là những dòng như quay lại dòng cơ bản đi, dòng ngân hàng đi. Ngân hàng hôm nay là có STB mạnh nhất nè, đúng không? Tích cung liên tục đánh. Tiền vào đây rất tốt, duy trì cả ngày, đúng không? Áp lực rung lắc gì cũng có. Nhưng anh chị lưu ý là nếu STB nó đánh như thế này thì những phiên sau có khả năng nó sẽ tích lũy lại.
Tại vì nó gặp kháng cự này, dù sao nó cũng gặp kháng cự ha, nó tích lũy lại thì nó sẽ tạo ra một cái đoạn bền vững hơn ở phía sau. Thì nhìn chung á, giai đoạn tuần trước á, khi STB nó về đây em có đánh gia tăng thì em có hàng sẵn con này ha, đây nè STB đúng không, đợi tí em search cái nha. STB chuẩn bị cho tuần sau nè, đây STB ngày 13 tháng 5 nè anh chị, đây 13 tháng 5 ha. BVS tiếp tục cầm nè, tại cái này là BVS nó vẫn tốt thì cầm đây. Cả nhà mua thêm 20% ETB giá quanh 329 lệch một like cũng được đó, thấy không? Mua khi nó đang tích lũy cái nền nè. Đấy, anh chị thấy rằng đi lên đấy đi thêm vài phiên không? Đây nè, đi lên đây đi lên 4 phiên không? Mà test cung liên tục luôn thì xác suất nổ là khá cao. Anh chị ha, thì hôm nay em sẽ lướt ra cái phần đấy. Cho nên là khi mà thị trường có những cái biên điều chỉnh rơi rớt xuống mà cái cổ phiếu anh chị vận động tốt, anh chị không được bán, không nên bán. Anh chị canh mua thêm để chị có những cái phần lướt lên tốt anh chị ha. Và kỳ vọng rằng á, lướt là sao, tại vì mình dùng margin mà thì mình mượn mấy ngày thôi mình trả đúng không, để mình lướt lên mình trả giá vốn mình tốt mà đúng không, mình lướt lên một phần margin để mình tận dụng, mình khi người ta sợ người ta đau chen rồi rơi rớt các kiểu thì mình lại tận dụng cái cơ hội đó mình bắt vào để mình lướt cái phần đó ra anh chị ha. Thì lên cho đây nếu như tiếp tục tích lũy thì đó sẽ là một cái cơ hội tiếp theo cho anh chị mình quan sát. Nếu ai thích con STB này, ai có hàng thì cứ cầm vô tư để chờ đợi một cái điểm đánh kế tiếp anh chị ha. Tại vì khi con này nó thật sự nó bứt được cái đỉnh thời đại của nó đây nè, có cái đỉnh quan trọng nhất ở đó đây nè, thì thường á, em chỉ dao động ở trong vùng dưới thì em còn hành động, chứ khi mà bứt rồi là em không hành động nữa, bứt đỉnh là em chỉ có cầm thôi à, thường là nhịp bứt đỉnh là nhịp chạy nhậm mạnh nhất, mà khi chạy mạnh rồi là không 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 có làm gì đó, đó. Chỉ có cầm thôi, cầm chặn lại, khi nào nó gãy lại thì gì thì phải thôi, lưu ý nha. Rồi những cái dòng khác thì có vẻ như nó tạo tín hiệu thôi chứ nó chưa có dấu hiệu nhiều. Ví dụ ACB nè, đánh một cây lên 1% thôi nhưng mà đóng cửa cao nhất, khối lượng thấp, thì kỳ vọng những phiên sau nó sẽ tiếp tục duy trì cái đà hồi để lên lại mức giá 25 à, 35 anh chị ha. BID nè vẫn đang vẽ cái tích lũy nè, T3 về hôm nay ổn anh chị nha, T3 về hôm nay ổn nè, đố mà T3 về đâu có bị đạp đâu đúng không, đỡ cung tốt, thì kỳ vọng những phiên sau tiếp tục tích lũy xuất hiện tích cung thì nó hoàn thành cái mẫu hình ở đây. À, thì có thể là xuất hiện một cái điểm mua gì đó cho anh chị mình, anh chị cứ chờ thêm một vài phiên anh chị ha. Đoạn này thị trường nó kéo là vậy, kiểu như mỗi ngày nó kéo có một con nè, à, một dòng mà anh chị đua vào những cây tăng này thì xác suất là gì, mình kỳ vọng là nó sẽ tăng tiếp trong vài phiên tới, nhưng hóa ra là 4 phiên sau nó lại nằm im đúng không, anh chị sẽ bị tình trạng đó đúng không. Ví dụ anh chị qua tiếp coi qua đầu tư công á, nó kéo mấy bữa trước tới bữa nay nó lại nghỉ, nó qua con khác nó kéo đúng không. Vậy thì ngày mai tới dòng nào kéo thì tí nữa mình sẽ nói ha. BBB là cũng chưa xấu chưa đẹp, bình thường ha. CTG T3 về vẫn cho ăn luôn, đố mà T3 về vẫn kéo tốt thì kỳ vọng nó sẽ lên lại mức giá 30 34.5 35 cho anh chị ha. Rồi. AIB vẫn chưa bứt được đỉnh mà con này hơi bao cung thì em không đánh giá quá nhiều nha. Liên Việt hôm nay tăng tốt, đúng không? Đã có chia sẻ anh chị mà nếu mà ở những cái vùng dưới này cạn cung thì nó sẽ có một cây đánh, khối lượng tiền vào ở đây cũng tương đối nhưng mà chưa đủ lớn lắm. À, nhưng mà ở đây kháng cự nó cũng hơi dài nè, em nghĩ là con này nó sẽ tích lũy lại thôi. Nó gọi là mẫu hình gì, nền trong nền à, nếu có nền trong nền tốt thì nó sẽ đánh bứt phá tiếp ở giai đoạn phía sau, nhưng mà bắt đầu có những cái cây mà hướng lên mà nó nâng cái nó đẩy nền đi lên như thế này, anh chị hãy lưu ý những con này ở giai đoạn phía sau anh chị ha. Nó bắt đầu nó tạo chen nha. MB nè, MB cũng đang dần dần, ngày sau những lần rung lắc test gáp thành công nó đang tích lũy lại, thì khi nào tích lũy đủ tốt thì anh chị sẽ tham gia tiếp ha, một vài phiên nữa thôi, cứ chờ thêm, tại vì ngày mai em nghĩ rằng năm mai nó sẽ kéo dòng khác trước anh chị ha. Mai nó sẽ kéo một dòng, đó là dòng thép, tí nữa sẽ coi dòng thép tại sao mai dòng thép kéo ha. Rồi MSB nè, test cung liên tục vẫn có, vẫn chờ một cây nổ, nó cứ hướng như thế này nó sẽ có một cây kiểu nổ bùng nổ lên ha, nổ lên đây thì nó chỉ là điểm cơ cấu và lướt ra, nên chị nào tận dụng mình chỉ có thể canh lướt, còn nếu mà con này vào trận lớn thì nó phải vượt 28. Con này thì em chưa có ưu tiên lắm, mà nếu chị nào nắm bắt cơ hội mà lướt nhanh thì có thể lướt cái đoạn này được nha. OCB thì giống như con này, nói chung là nó cũng không xấu mà nó cũng chưa có đẹp, tại tiền nó chưa có thật sự mạnh, nghe là đánh lần quằn này nó cũng dưới này thôi, khi nào mà nó bứt 29 hay 28 gì đấy đánh nó sẽ nhanh hơn thôi chị ha. SHB nè, SHB thì cũng đang tích lũy đúng không, chờ đó anh hiểu nha, đánh kỹ thuật anh chị nha, tích lũy tôi nói được đấy, kỳ vọng nó sẽ hướng lên lại đây để test nha. STB thì nói rồi ha, test nè, test cũng hồi nè, nhưng mà chưa, nói chung hồi thôi chứ cũng chưa có dấu hiệu gì nhiều đâu. Em nghĩ con này thì nó vẫn hơi chậm ha, Techcombank này sẽ đi ngang lại một thời gian và nó tiếp tục nó bứt phá
Con này thì nó không có nhanh lắm, tại vì nó thuộc dạng là trong cái tụi BBB rồi OCB rồi đấy. Có nghĩa là sao? Cái dòng tiền nó chưa có vào nhiều. Ha, có nghĩa là nó chưa có cây bùng nổ. À, nên những con này nó sẽ quan sát và theo dõi nhịp sau nó sẽ chậm hơn một số con khác ha. TB là TB kháng cự này dày, cái việc nó tiếp tục đi ngang ở đây thì, nhưng mà con này em nghĩ nó đi ngang thôi, chứ lên thì nó sẽ hơi tốn nhiều tiền chút, tại vì cái vùng này nó hơi dài mà nó cũng bị lủng xuống thì em nghĩ là khả năng tích lũy lại nó cũng lâu ha. Vietcom mà Vietcom chưa ha, đoạn này nó đang lục đục cái vụ chủ, có nghĩa là chủ nó đang kéo lộn xộn, thành ra hiện tại là chưa đụng vô nha. VIB là dần dần hướng lên, là 6 phiên liên tục hướng lên khá tốt, thì nó cũng là dao động quanh cái biên nền này thôi. Con này nó chỉ chờ một cái điểm là khi nó vượt 47 48 mình chỉ cánh gia tăng. Tất cả quá trình điều chỉnh ở đây khối lượng nó đều thấp hết, chờ đợi một phiên gì? Một phiên bùng nổ trở lại, tiền vào lớn mạnh nên gì đó nha ta nha. VB cũng vậy nè, VB liên tục tích lũy ở đây đúng không? Thì chờ đợi thôi, khi nào chị cứ chờ nó vượt hẳn là đánh nha ta. Ha. Rồi, qua tiếp dòng nhà Vinh nè, Vinh hôm nay kéo tiếp nè. À, thì hôm nay em có chia sẻ là nó sẽ kéo chủ tiếp là gì đấy không, nó kéo tiếp đấy, nó cứ kéo tiếp liên tục như vậy là gì ha. À nè, vẫn chơi cây nổ mà chưa anh chị ha, mà cây này nổ là bán nha, có nghĩa là lướt thôi, lướt cây cộng thôi chứ cũng không có kỳ vọng thêm. Sell nè, sell anh chị thấy cái volume không, nó hơi khó chịu ha, nó đánh lên biên có tí xíu mà khối lượng nó to rồi nó đạp xuống đây khối lượng cũng to, nó mấy con này nó hơi khó ha, nó hơi khó phân tích. Chị lưu ý ai có thì có thể hồi lên đây, mình bị kẹp cái gì đó mình cứ canh xử lý cơ cấu ha, mua tại nền mà ăn được thì cứ canh bán nha. Chúc mừng anh chị. D2D nè, vẫn đang trong biên tích lũy thì chưa chưa bứt phá, chưa thoát khỏi đây thì chưa đánh. DRC vẫn đang chờ cái vùng này nè, nói chung hôm nay hôm qua chưa dao động nhiều đâu, em đang chờ thêm con này, anh chị cứ lưu vào danh sách nha, mỗi ngày nghía nó một cái để chờ cái điểm đánh của nó, nếu nó đánh xác nhận thì chơi, không đánh xác nhận thì thôi, cứ lưu cái danh sách nha. KBC nè, KBC hồi lên đúng không, em có chia sẻ đánh cái này là xác suất may hồi, nhưng mà đương nhiên là cái vùng kháng cự này hồi lên để anh chị canh cơ cấu và canh hạ ra chứ không phải là để mua nha, tại vì cái vùng kháng cự này nó dài, đồng ý nó sẽ hồi đấy, nhưng mà nó hồi lên để anh chị bán chứ không phải là để mua. KSV này vẫn chưa thoát khỏi đây nhưng mà tích lũy khối lượng lớn quá. Mấy con tích lũy khối lượng lớn thì hơi sợ ha, anh chị đâu có, anh chị có thể canh hạ tỷ trọng bớt. Những con này đã có chia sẻ đúng không, nó gãy nền rũ thì nó phải làm cái hai ba đáy gì đó ở đây. À, nói chung là vẫn chưa nè, SC cũng vậy nè, chưa anh chị, mấy con này là mình chỉ lưu vào danh sách để mình nghía nó khoảng tầm ít nhất là phải 2 tuần, 1 tháng nữa thì mới coi lại được nha. Vẫn tăng nè, nhớ chặn đa bà tết cung là xác suất mai đánh con ri đánh rồi, nói anh chị nhiều rồi đúng không, giống nhau không đó, đánh nè đúng mà, thì lên trên đây á, nếu chị nào nhanh nhạy mua là mua dưới này lướt lên đây, còn nếu mà lên trên đây á, nó sẽ tích lũy lại thì đoạn sau này canh tiếp, nó sẽ có những cái bước 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 những bậc 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 như vậy đánh. À, chứ mình hạn chế mình tránh là mình đi đua cây nổ xong rồi mấy cây sao, ủa sao T3 vậy nó không chạy nữa em, tiền vào gì kỳ vậy, sao mấy cây sao nó lại linh là rồi nó không tăng nữa, à là do mình đua sai điểm đúng không. Một là mua nền lướt lên bán, đó là cái cách đánh nổ, còn không mà đã nổ rồi thì chờ xây nền lại đánh tiếp không thôi, hoặc là nghía qua những con tương tự như vậy mà chưa nổ dù đa ba cố anh chị ha. Đó là cái cách mình quan sát, con này đang có dấu hiệu hơi 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 bị chúi chúi xuống nha. Những con trên cao này anh chị đừng có phân tích cho nhiều, tại vì nó gãy bất cứ lúc nào nó có cái cây này là đã không hơi hơi không đáng tin tưởng lắm rồi, nên là cứ có là cứ chặn thôi nha, lỡ lủng thì bán, không lủng thì cầm, đó là tối ưu nhất rồi. Dòng chứng khoán này, dòng chứng khoán hôm nay có vẻ như là em thấy là nó vẫn tiếp tục test cung nhưng mà nó chưa có dấu hiệu lắm, có nghĩa là cả ngày nó giao dịch tương đối là hơi chán nản, thì em nghĩ là dòng chứng khoán thì chắc là nó sẽ tích lũy lại khoảng vài phiên nữa, có thể là cuối tuần nó mới chạy chứ hiện tại là nó chưa tới lượt nó. Cái dòng mà ngày mai tới lượt khả năng cao là dòng chứng khoán, dòng thép, tại vì sao, tại vì con Nam Kim cuối giờ nó kéo từ đỏ thành xanh thậm chí thành lời luôn, nó kéo gần dần luôn, anh chị thấy nè, vô ATC nó kéo nè, nhìn cái lệnh của nó nè, giai đoạn mà gần cuối nè nó vẫn rất là đỏ luôn nha, thậm chí là đỏ sáo lai, đỏ tuốt cái dưới này nè, mà chỉ trong vòng khoảng tầm bao nhiêu 5 phút cuối nó kéo giật lên vô ATC, nó bơm tiền nó quýnh luôn, nó kéo lên thẳng như thế này, nó khiến cho những con khác ví dụ như hoa sen nó bắt đầu kéo ngược lại nè. Hoa sen có những lúc hôm nay hoa sen đạp rất nặng nề luôn, anh chị nhìn nè, giai đoạn đó nó đạp nè, nó đạp rất là tệ luôn á,
giai đoạn mà nè chị thấy nè, 10 phút cuối thôi bắt đầu nó mới kéo, là nó kéo hơn con đông kim là đó, nó kéo lên, kéo dứt đầu lên, đóng cửa cao nhất như thế này. Hoa Phát cũng thế, Hoa Phát thì hôm nay nhìn chung là gì, nó không có dao động nhiều nhưng nó cũng bắt đầu nó hưởng ứng, anh chị thấy là cả ngày nó đỏ nè, chỉ trong vòng đúng đúng 3 phút cuối thôi nè, 3 phút cuối nè kéo bạc lên đóng cửa cao nhất. Đây là một phiên tích cung xác suất mai chạy khá cao anh chị ha, đó là cái dấu hiệu để mình biết là mai con nào chạy, ví dụ thế. TVN đánh tốt nè, cây này cũng mai chạy. Nói chung anh chị thấy con Hòa Phát nó kéo là tự động mấy con kia nó có tín hiệu không anh chị ha, thì kỳ vọng một cái phiên đánh lên của dòng thép nha. Rồi trụ anh chị thấy nè, BG kéo tiếp đúng không, rồi MW cũng kéo, rồi Masan lại kéo nữa, rồi BNG lại kéo tiếp. Tại sao nó đang kéo trụ anh chị ha, thì BNG nếu như mà nó neo đậu được quanh mức giá 98 thì chị quan sát nó bứt phá thì đánh đeo tặc hoặc là hai canh mua mới luôn. FPT nó đánh được cái mẫu form này rồi anh chị đừng bán ha, chỉ chờ nó tích lũy ở trên kháng cự để coi nó như thế nào thôi, rồi chúng ta đánh giá tiếp nha. Sale hôm nay Trần nè, nói chung cũng lên lại đó, cũng được anh chị ha. Còn cái vùng ở trên này thì chưa biết, nói chung cơ cấu mấy con này nó khó quá đi, nó bịch cung như thế này không biết như nào xử lý như sao nữa anh chị ha, nó khó quá đi anh chị ha. Nói chung Trần được thì tốt đấy, cũng kỳ vọng mà cho những cái người họ ở đây nè họ thoát ra chứ kẹp quá đúng không. Đích nè, đánh được cây này cái đua vào cái anh chị thấy bắt đầu nó bị nó dòng xuống lại đúng không, thành ra là gì lưu ý tránh đua tăng, nếu có mua đích thì mua dưới đền giả sử vậy đúng không, nhưng mà con này thì cung cầu nó lỏng á, thành ra mình không đánh giá nha. Nhưng mà quy tắc mua đâu cũng vậy cả, bất cứ cái dòng nào con nào không có cổ suý dòng nào cả, nhưng mua là mua nền không có mua break ha. CTD vẫn chưa có dấu hiệu ha, bắt đầu dòng tiền nó quay trở lại nè, có nghĩa là có tín hiệu tiền. Con này đánh theo dạng gọi là mô hình break kênh giảm á, nên chị nào học khoa học sẽ biết đúng không, break kênh giảm mà chưa break, mà có break đi chăng nữa cũng không đánh nữa, break nó phải tích lũy, chị nào quen cái này rồi đúng không, nên chị nào coi video nhiều chưa break thì chưa đánh nha. Đạt Phương nè, thôi dao động lớn quá chưa nha, chưa cân bằng. Đất Xanh nè, đó Đất Xanh là nhiều anh chị hỏi em lắm, Đất Xanh anh chị mua cây bờ đất ngày hôm qua rất nhiều người luôn, à anh mua cái Đất Xanh ngày hôm qua đó này ổn em, rất nhiều người hỏi nha. Thường tâm lý anh chị nhà đầu tư là vậy, thường người ta không mua tích lũy, người ta mua cái cây tăng không mà cái cây tăng người ta mới mua lạ vậy đó anh chị ha. Thường á, tăng đua đỉnh này kia là bắt đầu nhiều người ở trên này lắm, hơi khó nha. Nếu ai mà mua trễ thì lưu ý em có chia sẻ rồi, điểm mua nó chỉ nằm ở hai vùng này thôi, chỉnh ở đây là một là bán bớt nè, quan sát nó chưa tích lũy xong mà nó đánh rướng lên như thế này rồi thì chỉ phù hợp cầm thôi chứ không có mua được, lưu ý ha. Còn nếu ai lỡ mua trên cao thì chờ T3 về coi như thế nào nha, thì nó có rủi ro mà đâu biết được nó có cân bằng được cái trên này hay không, hay là nó quay đầu lại bất cứ lúc nào, hay nó lên tiếp đúng không. Những cái điểm mua rủi ro vậy thì mình không có tư vấn, bởi vì mới đó là không có điểm mua nữa, lưu ý ha. FCN này chị thấy khi nó tăng lên tiệm cận cái vùng gáp nè, anh chị thấy nó quay đầu lại không? Đấy, thành ra là cái việc mà một là mua nền, lên kháng cự canh hạ, canh bán, canh lướt ra, ăn được biên thì tốt. Chứ mua lửng lửng ở đây hàng chưa về là thấy bắt đầu mai nó chúa xuống tiếp là thấy lỗ rồi đó. Giả sử thế, đúng không? Hoặc là mai nó tích lũy ở đây thì quả mai nó cũng không lời. Đúng không? Lưu ý nha. Mà những con nó còn kháng cự như thế này thì anh chị chỉ lướt thôi chứ mình đừng có đánh nha. Đừng có đánh tỷ trọng cao hay là mình đánh all in vốn nhiều quá thì nó sẽ nguy hiểm. Mấy con này cũng vậy nè, em kỳ vọng nếu ngày mai nó lướt được trên đây thì tốt, nó nổ lên cày nữa thì ok, thì được một cái biên chốt lại tương đối ổn ha. HBC nè, nổ lên cái cục cái đầu xuống lại, tại vì kháng cự nó dài quá thì có thể nó sẽ tiếp tục tích lũy thôi nha. Hà Đô nè, Hà Đô vẫn rút chân được thì tạm được, vẫn giữ được tại vì nó cũng chưa có thụng chặn lại, anh chị cứ cầm ha. Con này thì cứ cầm thôi chứ cũng chưa có gì, không muốn mua nha, lưu ý. Y ta nè, đó gặp đỉnh này lại bắt đầu có dấu hiệu khối lượng to nhưng không vượt qua được. Nói chung nó vẫn trong cái biên này thôi. Ha, chưa nha. Từ từ nó phải hấp thụ hết cái lượng này đã, nó phải tích lũy thêm thì mới được. KDH nè, nè quay lại nè, đúng không? Long Điền cũng quay lại nè, gặp kháng cự nè. Lưu ý nha. Khối lượng nó lớn là gì? Ha. NDN nơi ra đóng tích cung kỳ vọng mai nổ nè. Riêng con này thì nó đi riêng được. Nam Long nè, anh chị thấy không? Nó đổ này đã có chia sẻ rồi, nó đổ lên thì từ từ đi kiểu gì nó cũng tích lũy lại.
chứ mình đua vào cây này thì ba cây sau nhiều khi nó lại không ăn, đúng không? Nam Từ Liêm, những con này là chú ý là những phiên sau có khả năng tới lượt nó nè, tại vì nó cân bằng tốt ở đây nè, đúng không? Nó sẽ có một cây lên đấy, nên chị phải chú ý à, mình đừng có đua con tăng, mình phải kiếm cái con nào mà chưa tăng á nha. BVH nè, BVH lên đây đúng bài rồi, nhưng mà nó phải tích lũy nha, tích lũy đẹp em sẽ hướng dẫn anh chị đánh mày. Bữa giờ con này đang nghía đây mà tự nhiên thị trường xấu làm bể dĩa quá, bữa sau từ từ coi đẹp lại đánh lại sau nha. Kháng cự đều vẫn chưa qua nè, đúng không? Cái vùng này khối lượng nó lớn quá đi, những con khối lượng lớn thì khó đánh giá lắm anh chị, không biết tổ chức nó mua hay là nó phân phối, thành ra là giai đoạn này nó phải tích lũy thêm thì em phải đánh giá tiếp nha. VGI nè, tiếp tục tích lũy thôi, nó sẽ có một cây nọ. Mấy con này nó cũng dạng form tích lũy giống mấy con kia, sẽ có một cây nha. TNG nè, vẫn đang tích lũy nè, vẫn chờ một cây. VGT nè, VGT như có chia sẻ đúng không, nó bị xấu từ mấy phiên trước rồi nên thôi, nó không có đẹp bằng. RE nè, chị thấy RE đánh đúng không ạ? Thì đánh cũng đừng đua vội nha. Cái cây này nếu đánh T cộng là cây này cây bán, hôm nay là cây bán. Còn những phiên sau nó tích lũy lại thì đánh vòng 2 nha. Ai muốn đánh con này tiếp thì chờ, chờ mấy phiên sau đánh tiếp. QTB lên đây, nói chung là QTB nó vẫn trong cái biên này, có vẻ như là T cộng mình đánh nó không ăn. Thì thôi tạm thời mình hạ ra mà mình quan sát thêm nha. Mình hạ ra phiên trước rồi, em có nói rồi đúng không? NT2 nè, cũng đẹp đó, hàng bao cung. Mà nó cứ đi ngang như thế này cũng sẽ có một cây nổ anh chị, sẽ có một ngày nào đó anh chị thấy con này nó trần lên, cũng có nha. Nhưng mà khi nào thì không rõ, tại con này nó hơi bao cung. GEG hơi xấu nè, tích lũy mà nó bị lủng xuống vậy là hơi xấu nha. Nó phải giữ trên mức giá 25 nha, dưới 25 là phải cắt nha. Nếu nó tích lũy đây anh chị chỉ cho phép nó nằm trên 25 thôi, nếu mà dưới 25 anh chị buộc phải bán nha, lưu ý. Tại vì quy tắc tích lũy là phải giữ tích lũy thôi, chứ tích lũy mà lủng là phải bán, lưu ý nha. HT1 vẫn đang tiếp tục tích lũy nè, con này nó thiếu cái cây brush thôi nha. BC1 cũng thế, em đang chờ cái cây kích quạt của nó. Tại vì nó còn cái cản ở trên này nè, thì nó phải có cây kích quạt thì nó mới đánh lên được. Lúc đó anh chị mua cao bán cao nó an toàn. Còn nếu mà nó cứ tích lũy ở đây, nói chung là nó ví dụ như 10 điểm đi, nó tích lũy ở đây được 7 điểm rồi đó, 7 trên 10 rồi đó. Nhưng nó phải có cây brush thì nó mới đạt được cái mẫu hình này. Còn nếu không thì nó sẽ đi ngang tiếp, hoặc là nó có khả năng nó sẽ gãy xuống, lưu ý nha. Thành ra phải chờ cái cây brush của nó, anh chị cực kỳ quan sát trong các phiên sau ha. Nhưng mà nếu mà ngày mai nếu thép đánh thì có khả năng con này nó cũng sẽ có rục địch ha. Đường nè, đường có vẻ chưa nha, chắc tích lũy thêm thôi, chưa đi chứ gì đâu. S99 này nổ rồi anh chị, con này em cho đánh ngắn. S99 là em mua cây nào nha? S99 đây nè, bữa 19 năm nè anh chị ha, đây 19 năm đúng không nè, tích lũy cạn cung nghe anh, đúng không? Đúng kỹ thuật, đơn giản đúng không ạ? T3 về nổ một phát lại 400 đúng không, sáng nó hút lên đây là được 400, thì từ đây có phải từ đây lên đây 400 không? 3,8 nè ha, trong phiên anh chị nào bán được giá 20.6.7 giống em thì được 4 đấy, nước ngắn chỉ có vậy thôi, chứ tại vì những con này nó cạn nó nhiều, em bán bớt 50% nè. Anh chị ghi rất rõ ở đây nè, bán 50% nè đúng không, phần còn lại em cầm tiếp, vượt 21 bán hết đấy, thì mình lướt ngắn mình chỉ có đánh vậy thôi anh chị ha, chứ không thể nào đánh nhiều hơn được đấy. Những con trụ anh chị thấy nè đó, bữa đạp bữa kéo nè đúng không, nó đang rất là lộn xộn mà nó đang phân chia nhau để đánh, giữa con năm long này bữa trần nè, xong nay lại mở gáp lên nè. Rồi không biết mấy bữa sau nó sẽ vận động như thế nào, nên hiện tại trụ nó đang hơi hỗn loạn một tí nha. Có một số con nó có cung cầu đẹp, ví dụ như FPT là cung cầu tốt nè, BVH nè, Vinh nè là được. Còn những con kia là hiện tại là nó vẫn đang rất là lộn xộn, ví dụ như GAT nè, vòng Masan này nó lại không biết phân tích làm sao luôn. Lúc thì dí, lúc thì đè chết con ra luôn, xong hồi ngược nó lại. Đúng không? Đó là bản tính của hàng điều tiết, anh chị nhìn hoài anh chị sẽ quen, ví dụ như SAB nè. Con này đánh có quy tắc gì không? Không hề có một cái quy tắc gì cả. Nó thích là nó lấy ra nó kéo, thích là nó lấy ra nó đạp à. Đúng không? VRE thì đẹp, VRE nó có cung cầu một tí, nhưng mà VRE thì đúng á, nó phải tích lũy ở trên cao này mới đánh ha. Nó không phải là nó xấu, nhưng mà tại vì nó chưa có vô cái form thì cứ lưu nó thôi chứ không có đánh được. Anh chị ha, cổ phiếu anh chị phải nghía nó từng ngày, đúng không? Từng phút, từng giây trong viên đấy, phải nghía. Ví dụ anh chị đầu tư trên thị trường, có thể là anh chị nhìn có một hai con, em nhìn một lúc là phải cái 20 mấy con,
đúng không? Tại sao em nâng cái file này lên cái bảng Rhenium này nè? Tại vì cái bảng Rhenium này nó mới gắn được nhiều tab. Nếu anh chị nào xài file mà không có bảng Rhenium thì nó chỉ gắn được 3 tab thôi. Là tới đây là hết. Nhưng mà em có thể gắn được vô hạn tab với điều kiện là em chỉ cần thu nhỏ cái này lại bao nhiêu em cũng coi được hết. Đúng không? Thì coi vậy mới coi đủ. Và mình quan sát nhiều con trên nhiều ngày một lúc. Anh chị ha. Đó, nó như thế này nè. Đấy, thì mình mới có được cái điểm mua và đánh giá anh chị ha, ở tất cả các dòng luôn. Thành ra có những con mình phải anh chị phải địa và nghĩ nhiều nó mới có điểm mua, chứ không phải là một hai ngày nó sẽ có liền anh chị nha. Rồi, thì nhìn chung thì thị trường anh chị lưu ý là nếu giả sử như những phiên sau mà nó tiếp tục nó có những sự tăng điểm, anh chị cân nhắc là mình không có FOMO đua giá trong những thời điểm đó anh chị nha. Và hãy chờ đợi những cái giai đoạn phía sau, bắt đầu khi mà cái độ FOMO nó đủ nhiều á thì nó sẽ cân bằng và nó lắp lại cái vùng gap này, nó tích lũy lại để có những cái giai đoạn phía sau. Anh chị lưu ý nha. Tại vì có thể ngày mai nó sẽ lắp gáp liền, đúng không? Hoặc là ngày mai nó sẽ kéo FOMO lên luôn, rồi giai đoạn phía sau này nó mới bắt đầu nó lắp lại. Cái này nó diễn ra rất là nhiều lần của VN rồi, đúng không nè? Có những lần này nè, hở gáp lên nè, đánh tiếp rồi, đánh tiếp rồi, đánh nữa về sau nè, mười mấy phiên sau nó mới bắt đầu nó quay đầu về lắp. Rất là khó chịu đúng không ạ? Nè, những phiên này nè, rất nhiều nè, hở lên nè, đánh nè, rồi đi ngang 7-8 phiên gì đó nó mới lắp lại một cái. Đúng mà, đấy rất là khó chịu nha. Thành ra những cái trạng thái mở gáp như thế này nó sẽ tạo ra những sự hưng phấn trong ngắn hạn, đặc biệt nhất là ngày mai chỉ cần mà nó xanh tiếp một cái nè, rất dễ dàng bị cái tình trạng đua giá, lưu ý nha. Thành ra là cân nhắc phải tập trung vào cái vận động cổ phiếu của mình á, tại vì nếu nó xanh tiếp mà cổ phiếu mình vẫn đang ở hỗ trợ thì nó vẫn có khả năng tăng. Còn những con nào mà nó xanh tiếp mà nó chạm kháng cự thì mình phải lo mình bán, chứ mình đừng có đua vào. Vậy lưu ý ha. Và trong giai đoạn trước á, cái việc anh chị mà một anh chị mua thêm hoặc anh chị mình không làm gì cả thì nó sẽ bớt bào mòn cái NAV của anh chị đi, thì nó sẽ an toàn hơn. Và lên đây là cái cơ hội rất tốt cho anh chị mình quan sát đánh giá trong ngắn hạn. Hiện tại điểm mua nó đã qua gần hết rồi, tại vì mua tuần trước rồi, hoặc là nắm giữ chờ đợi gia tăng. Thì trong giai đoạn này nếu mà nó FOMO trong ngắn hạn, tạm thời anh chị đừng có hành động gì nhiều đấy, chờ đợi thôi. Khi nào mà nó cân bằng xong á, nó rung rung rủ rủ xong rồi, bắt đầu nó có cái pha sau để bắt đầu mình mới canh mua tiếp nha, lưu ý nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn chị rất là nhiều. Hôm nay em có việc bận một tí xíu nên em làm video hơi muộn tí, à mong anh chị thông cảm. Anh chị không theo dõi, anh chị thích anh chị like, đăng ký kênh anh chị nha. Rồi, à, có những cái thông tin liên lạc cũng như là những cái room hỗ trợ ở phía dưới thì mình có thể canh. Nếu anh chị nào thích vào thẳng room VIP hay room khách hàng luôn, anh chị liên hệ em. À, để hướng dẫn anh chị mình cũng như là mở tài khoản VPS nếu chưa có đánh bên khác. Còn nếu có rồi thì có thể xin chuyển này kia. Cái đó mình có thể liên hệ trực tiếp, mình được hướng dẫn anh chị ha. Dạ rồi, tôi xin cảm ơn anh chị rất là nhiều dành thời gian tối nay xem video của em.